cười như đại, cười như đà vô, bằng cười như đà vô. Thằng Vinh Trương thằng đúng phải đến già nấu chủ ơ quên anh loan tụng chứng này mình mên nên cũng từ hạt tiếng này có được thằng Vinh Trương này đơn giản quá không thật. Nếu mà thằng Vinh Trương này là nó quá đơn giản, nó quá đơn giản, thằng Vinh Trương này nó quá đơn giản nên đừng buồn nhá, cháu buồn đừng buồn gì đấy, đừng buồn gì đấy. Đừng có buồn gì đấy, đừng có buồn gì đấy. Đi không là chết. Xuống đó đi. Xuống đó đi. Xuống đó đi à chú. Bên đây có máy quay phim. Mà không khó chịu lắm nhân thật đấy. Chẳng lẽ khốn thoải mái, thoải mái thì cũng nhọc thôi chứ có gì đâu, thoải mái mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.